Nhận thấy mô hình homestay thu hút lượng du khách khá lớn và ổn định, thủ lĩnh đoàn thanh niên của xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai, anh Tráng Xeo Xà đã hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp bằng việc xây dựng dịch vụ homestay và du lịch sinh thái. Tận dụng lợi thế từ những vườn cây ăn quả ôn đới rộng 310 ha của xã Quan Hồ Thần, mô hình đã và đang được phát huy hiệu quả khi mà du lịch có dấu hiệu phục hồi. Những năm gần đây, vườn lê của gia đình anh Xà thu hút khá đông du khách đến tham quan ngắm cảnh. Nhiều người rất muốn được nghỉ đêm lại tại đây để được cảm nhận không khí vùng cao. Ý tưởng khởi nghiệp dịch vụ homestay và du lịch sinh thái, cải thiện cuộc sống gia đình, bảo tồn giá trị văn hóa Mông của người bí thư đoàn này cũng bắt nguồn từ đây. Khi có ý tưởng về xây dựng homestay, tôi bám sát theo yếu tố đó là cái bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc Mông ở trên này. Tôi cũng xác định rằng là xây dựng những cái khu homestay nó phải mang cái yếu tố đặc trưng của văn hóa người Mông như là làng nhà trình tường, rồi là cho thuê các cái bộ trang phục để khách chụp ảnh lưu niệm. Những năm gần đây, cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Simacai cũng dành nhiều nguồn lực thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch nhằm phát huy những tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng mà khai thác những cái tiềm năng lợi thế của mình như là phát triển cây lê, cây mận, rồi bảo tồn những cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cái tiềm năng lợi thế mà có thể phát triển kinh tế xã hội, xây dựng những sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, đưa Simacai dần dần trở thành những cái địa phương mà có du lịch. Những ngày đầu tháng 3, lễ hội hoa lê trắng được tổ chức trên chính vườn lê của gia đình anh Tráng Xeo Xà đã mang về nguồn thu trên 40 triệu đồng. Anh Xà cũng lấy ý kiến phản hồi của du khách để có thêm động lực và tự tin với mô hình của mình. Kinh doanh các cái sản phẩm từ cây lê và kết hợp cả du lịch thì một cái mô hình rất là tốt để cho đoàn viên thanh niên học hỏi. Với tư cách là một bí thư đoàn, đó cũng chính là một trong những cái minh chứng cho cái việc là mình nói được làm được, và qua đó thì chúng sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt trong công tác tuyên truyền rồi vận động rồi là khuyến khích thanh niên tham gia khởi nghiệp và lập nghiệp. Hiện nay gia đình anh Xà đã xây dựng một ngôi nhà vườn khá khang trang với quy mô 130 m² để đón khách du lịch. Bên cạnh đó, ông chủ trẻ này cũng sẽ kiến thiết khu vực này thêm nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu ẩm thực và tham quan của khách. Đặc biệt là sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ mang bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Mông, giúp khách du lịch có những trải nghiệm thú vị khi đến với vùng cao Quan Hồ Thần.